sư. Dạ con có câu hỏi nhờ hai sư giải đáp. Con là nữ và cũng là cư sĩ tại gia. Sau khi nghe nhiều bài giảng của sư về giáo lý căn bản cũng như vấn đáp các câu hỏi, thì con hiểu là trong đời sống hàng ngày của chúng con, việc giữ năm giới là rất khó, với giới không nói lời vô ích, chưa kể xung quanh còn người thân tà kiến rất khó thuyết phục, cũng như ở gần họ dễ khiến mình xấu ác theo. Việc con ở ngoài Bắc nên việc đi chùa làm thiện pháp rất khó, đa số là chuyển khoản vì ngoài này toàn chùa Bắc Tông. Vì con còn hai con nhỏ nên không thể rời bỏ cuộc sống để sống phạm hạnh, và cũng tự hiểu với căn cơ thì việc giải thoát ngay trong kiếp này là điều không thể, là nữ giới nữa, chưa kể việc sa đọa vào bốn cõi khổ là điều rất dễ. Theo như sư giảng thì chúng con chỉ có thể làm 10 nhân sanh phước, tin sâu tam bảo và các thiện pháp đều hướng về đạo quả giải thoát. Nhưng gần đây con có đọc bài viết đại ý rằng nếu không thể giải thoát trong kiếp này thì những sự cố gắng phung bồi đó chỉ là cái tham trong sự sanh tử luân hồi, cũng như trong vòng sanh tử luân hồi nếu như rơi vào thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật. Và Phật tại thế thì rất dễ rơi vào tà kiến và làm ác nhiều hơn thiện, rồi cũng dễ sa đọa nhiều hơn. Và những gì mình vun bồi hay học được ở kiếp này cũng chẳng giúp gì được, đúng không sư? Chấm hỏi. May chăng cũng chỉ là phước để cuộc sống của ta ở kiếp vị lai đỡ khổ hơn, còn việc giải thoát khỏi sanh tử là điều không thể, đúng không ạ? Con mong hai sư giải đáp giúp con. Để quý vị có niềm tin hơn thì sư đề nghị bây giờ gõ lên trên tìm kiếm trên Google cũng được ha, là hai quyển, đó là Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ. Nếu như mà có thời gian nữa thì xem Thánh Nhân Ký Sự cũng được. Thì khi mà quý vị xem Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Thánh Nhân Ký Sự á, quý vị sẽ thấy rằng các vị thánh nha, các vị thánh được kể trong đó, hầu hết các vị ấy đều từng làm phước ở thời Đức Phật quá khứ. Tức là thời Đức Phật quá khứ, vị đó làm phước, vị đó chưa chứng đắc được gì cả, nhưng nhờ cái phước đó vị ấy sanh về cõi người, cõi trời, đến thời kỳ Đức Phật hiện tại xuất gia nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn, thực hành và chứng đắc đạo quả. Đọc đi, đọc rồi mình có niềm tin. Chứ còn mà bây giờ mỗi người nói một kiểu, sư nói thì sư ủng hộ cái việc mình nỗ lực tu để giải thoát. Kiếp này không được thì nó cũng không phải là điều vô ích, bởi vì kiếp sau thì mình vẫn có thể tu, vẫn có thể tiếp tục. Còn có người thì lại phủ nhận, có thể nó sẽ làm cho quý vị bị rối. Thay vì như vậy, thay vì sư biện luận, thì sư chỉ đơn giản đưa ra bằng chứng. Bằng chứng là có rất nhiều vị thánh đã làm phước ở thời Đức Phật quá khứ, rồi nhờ đó các vị thánh ấy đã chứng đắc đạo quả vào thời Đức Phật hiện tại. Đọc để cho quý vị có thêm niềm tin. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Khi mà nói về cái niềm tin đi vậy, nhưng mà chẳng hạn ở đây cái vị nào hỏi là và những gì mình vun bồi ngay kiếp hiện tại đây cũng chẳng giúp gì được, đúng không sư? Làm sư nhớ đến một bài kinh ở trong Tăng Chi thưa quý vị, là liên quan đến ông vua Bà Sinh Đi, tức là ông vua Ba Tư Nặc thưa quý vị.
Thì ông ấy lại ông hỏi Đức Phật một câu rất là hay. Câu rất là hay. Thì đại loại cái câu này như vậy nè, đại loại như là bạch ngài, có thể nào mà trực tiếp á, nhìn thấy được á, trực tiếp nhìn thấy được là cái kết quả của các việc thiện không? Đó là nói chung đó. Còn trong bài kinh này ông nói là có thể nào thấy được cái kết quả của việc bố thí không? Thì Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cái kết quả ngay hiện tiền, cái quả có thấy thấy được thấy ngay trong hiện tiền, ngay trong hiện tiền luôn đó. Chứ đâu phải là mình nghĩ là mình đâu phải mình đâu có thể nghĩ là đạo Phật mà cái gì đó nó xa xôi thì phải xa xôi mà không thể được tìm được cái khi mình thực hành, nói đúng là mình khi mình thực hành theo lời Đức Thế Tôn thì mình được đạt hạnh phúc ngay trong hiện tại luôn. Đúng là xin nó nhấn mạnh nha, đúng nha, đúng theo lời Đức Phật nha, mình đạt hạnh phúc ngay trong hiện tại luôn chứ sư vị, chứ đâu phải là mình nó xa xôi đâu đâu, quan trọng là thực hành đúng không thôi. Thì cái nghĩa bài kinh đó, nó như vậy nè. Thì Đức Phật mới hỏi ổng là ông nghĩ làm sao, ông nghĩ như thế nào. Thì dụ có hai người, một cái người mà cái tâm đó, mà bố thí keo kiệt bủn xỉn vô lễ, đúng không, không biết cung kính, rồi nói năng thì thô lỗ tà kiến này đó đó, kiểu như vậy đó. Và một cái người ngược lại, người ngược lại như vậy có nghĩa là có cái lòng hào sảng, rồi cứ biết cung kính phục vụ, có chánh kiến à. Vậy đây là hai hạng người đó. Thì khi mà hai hạng người đó đó hai người đó đó mà đi đến để kêu bằng học hỏi giáo pháp đó, thì vị A-la-hán sẽ ưu tiên cho cho người nào hết, người nào trên hết. Thì chính ông không trả lời, ông trả lời là dạ, nếu riêng bản thân con, ông nói bản thân con là con là một cái người mà có cái lòng hào sảng, cái lòng bố thí này nọ, thì đương nhiên các vị a la hán phải ưu tiên đến gặp. Thứ nhất là các vị a la hán sẽ ưu tiên đến gặp con để con làm thiện pháp nè, rồi ưu tiên thể hiện lòng bi mẫn đối với con nè, rồi ưu tiên nhận cái sự cúng dường từ con nè, và ưu tiên chỉ dạy giáo pháp với con nè. Và bản thân con sẽ đạo ngay ngay thời điểm mà con làm cái thực nghiệp đó, con sẽ tạo được danh tiếng tốt nè. Và cái điều cuối cùng quan trọng hơn hết là con làm những cái điều thiện đó, những cái điều mà thiêng liêng, những cái điều mà về thế gian người ta tán thán, về mặt thế gian, về mặt đời là người ta tán thán, về mặt đạo cũng được tán thán. Thì khi mà con đi đến hội chúng nào, thì dù đó là những hội chúng mà gọi là các nhân sĩ tri thức, thưa vị, các nhân sĩ tri thức hay là các tầng lớp mà danh gia vọng tộc đó, vua chúa vương quyền này nọ đó, thì con đều tự tin, đều có cái sự tự tin và bình tĩnh, và những người đó đều nể trọng con đó, không có khinh thường con đó. Thì Đức Thế Tôn nói đó là cái thấy được trực tiếp, đâu phải xa xôi đâu, nếu mình thực hành đúng theo lời Phật dạy. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư mong là cái vị này qua cái bài kinh mà sư trích dẫn liên quan đến câu hỏi của ông Vasenadi, thì bản thân mình phải phải mình phải có niềm tin, là mình thực hành đi, mình thực hành theo lời đúng lời Phật dạy đi, thì mình sẽ thấy thấy có những cái an lạc, cái lợi lạc ngay trong hiện tại mình mà sư đã nói rồi đó. Đó, chứ không có xa xôi đâu, chứ là mình nói là không có đạt được ngay trong hiện tại làm sao mà được được, thưa vị. Pháp của Thế Tôn là gì? Thiết thực hiện tiền, vượt không gian, vượt thời gian, đến để mà thấy. Đó, thì phải ghi nhận cái sự kiện này. Cũng xin kết thúc câu trả lời nè. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.